Khi bạn chấp nhận những gì bạn không thể thay đổi, điều này cho phép bạn từ bỏ những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và tập trung năng lượng vào những gì bạn có thể thay đổi. Nó giúp bạn tránh được những căng thẳng và thất vọng không cần thiết. Mặt khác, việc thay đổi những gì bạn không thể chấp nhận sẽ cho phép bạn hành động và tạo ra sự khác biệt. Nó khuyến khích bạn thách thức hiện trạng và nỗ lực tạo ra sự thay đổi tích cực. Sau đây, Quốc Khanh chia sẻ với các bạn những hành động có thể giúp bạn chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi và khiến bạn có hành động dứt khoát để buông bỏ những gì đang ảnh hưởng tiêu cực đến bạn. Điều thứ nhất, thực hành chánh niệm. Nuôi dưỡng nhận thức thông qua chánh niệm, đó là một công cụ rất mạnh mẽ để nhận biết và hiểu được suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của bạn. Nó cho phép bạn quan sát chúng mà không phán xét. Điều này có thể giúp bạn nhận thức rõ hơn khi nào bạn đang chống cự hoặc đấu tranh với điều gì đó không thể thay đổi. Bằng cách thực hành chánh niệm, bạn có thể phát triển khả năng lùi lại khỏi những suy nghĩ và cảm xúc của mình, tạo ra không gian để chấp nhận. Thay vì bị cuốn vào vòng kháng cự hoặc đấu tranh, bạn có thể chuyển trọng tâm và chuyển hướng năng lượng của mình sang việc chấp nhận tình huống như hiện tại. Chánh niệm cũng giúp bạn phát triển ý thức hiện diện và chấp nhận thời điểm hiện tại tốt hơn. Thay vì đắm chìm trong quá khứ hay lo lắng về tương lai, bạn có thể nuôi dưỡng tư duy chấp nhận và biết ơn những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Thông qua thực hành chánh niệm thường xuyên, bạn có thể nâng cao khả năng chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi và tìm thấy sự bình yên trong chính mình. Đó là một kỹ năng cần có thời gian và công sức để phát triển, nhưng lợi ích mang lại rất xứng đáng. Tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát. Đó là một khía cạnh rất quan trọng của việc chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi. Bằng cách hướng năng lượng của bạn vào những lĩnh vực mà bạn có khả năng tạo ra sự khác biệt, bạn trao quyền cho bản thân mình hành động và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Khi đối mặt với một tình huống mà bạn không thể thay đổi, điều quan trọng là bạn phải chuyển sự chú ý sang những khía cạnh mà bạn có thể kiểm soát. Điều này có thể liên quan đến việc đặt ra mục tiêu, lập kế hoạch, thực hiện các bước nhỏ để đạt được kết quả mà bạn mong muốn. Bằng cách tập trung vào những gì bạn có thể kiểm soát, bạn sẽ tránh được việc lãng phí năng lượng và bị choáng ngợp bởi những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Cách tiếp cận chủ động này cho phép bạn chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình và đưa ra quyết định phù hợp với các giá trị và mục tiêu của bạn. Hãy nhớ rằng, mặc dù bạn không thể kiểm soát hoàn cảnh bên ngoài hoặc hành động của người khác, nhưng bạn có khả năng kiểm soát suy nghĩ, thái độ và hành vi của chính mình. Bằng cách tập trung vào những lĩnh vực này, bạn có thể tạo ra tác động đáng kể đến sức khỏe và sự hài lòng trong cuộc sống nói chung. Hành động trong những lĩnh vực nằm trong tầm kiểm soát của bạn cũng giúp xây dựng khả năng phục hồi và cảm giác được trao quyền. Nó củng cố sự hiểu biết rằng bạn có khả năng định hình cuộc sống của chính mình và vượt qua thử thách một cách hiệu quả. Vì vậy, hãy xác định những lĩnh vực mà bạn có ảnh hưởng và thực hiện hành động quyết đoán để tạo ra sự thay đổi tích cực. Nắm bắt sức mạnh mà bạn có đối với các lựa chọn và hành động của chính mình, đồng thời để điều đó hướng dẫn bạn hướng tới sự chấp nhận và phát triển cá nhân. Điều thứ ba, tìm kiếm sự hỗ trợ. Bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình hoặc những người đáng tin cậy. Đó là một bước quý giá để chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi. Chia sẻ mối quan tâm của bạn và tìm kiếm những quan điểm khác nhau có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn, hỗ trợ và những hiểu biết mới, có thể giúp bạn điều hướng các tình huống khó khăn của mình. Nói chuyện với người mà bạn tin tưởng cho phép bạn bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách cởi mở. Điều này có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm và an tâm. Họ có thể đưa ra một góc nhìn mới mẻ, đưa ra lời khuyên hoặc đơn giản là lắng nghe. Hãy nhớ rằng,
Tìm kiếm sự hỗ trợ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà đó là dấu hiệu của sức mạnh và sự tự nhận thức. Cần phải có can đảm để tiếp cận và yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết. Bao quanh bản thân bạn là một mạng lưới hỗ trợ, có thể mang lại cho bạn sự khích lệ và những nguồn lực cần thiết để chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi và tiến về phía trước theo hướng tích cực. Vì vậy, đừng ngần ngại liên hệ với bạn bè, gia đình hoặc những người đáng tin cậy có thể đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ cho bạn. Chia sẻ mối quan tâm của bạn và tìm kiếm những quan điểm khác nhau có thể là một phần có giá trị trong hành trình hướng tới sự chấp nhận và phát triển cá nhân của bạn. Điều thứ tư, thực hành chăm sóc bản thân. Chăm sóc sức khỏe thể chất, cảm xúc và tinh thần của bạn. Tham gia vào các hoạt động mang lại cho bạn niềm vui, thư giãn và trẻ hóa. Ưu tiên việc chăm sóc bản thân có thể giúp bạn xây dựng khả năng phục hồi và đối phó tốt hơn với những điều bạn không thể thay đổi. Điều thứ năm, điều chỉnh lại quan điểm của bạn. Cố gắng nhìn nhận những tình huống thử thách từ một góc độ khác. Tìm kiếm cơ hội phát triển, học hỏi hoặc tìm kiếm cơ hội tốt. Thay đổi quan điểm có thể giúp bạn chấp nhận tình huống và tìm thấy ý nghĩa trong đó. Điều thứ sáu, nhận ra rằng sự hoàn hảo là điều không thể đạt được. Đó là một bước quan trọng trong việc chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi. Phấn đấu cho sự hoàn hảo thường có thể dẫn đến căng thẳng, bất mãn không cần thiết và một chu kỳ từ phê bình không bao giờ kết thúc. Cho phép bạn chuyển sự tập trung của mình từ sự hoàn hảo sang sự tiến bộ. Thay vì hướng tới những kết quả hoàn hảo, bạn có thể tập trung vào việc cải tiến liên tục và học hỏi từ kinh nghiệm của mình. Sự thay đổi tư duy này thúc đẩy lòng từ bi với bản thân, giảm bớt sự tự phán xét và thúc đẩy quan điểm lành mạnh hơn về thành công. Nhận ra rằng, hoàn hảo có thể là rào cản tự áp đặt cho sự phát triển và hạnh phúc cá nhân của bạn. Nó có thể ngăn cản bạn chấp nhận rủi ro, thử những điều mới và nắm lấy cơ hội vì sự thất bại hoặc không đáp ứng được những tiêu chuẩn cao không tưởng. Hãy ăn mừng những thành tựu của bạn, cho dù chúng có nhỏ đến mức nào. Ghi nhận những tiến bộ bạn đã đạt được và những nỗ lực bạn đã bỏ ra. Bằng cách tập trung vào sự tiến bộ hơn là sự hoàn hảo, bạn có thể nuôi dưỡng cảm giác hài lòng với thành tích của mình. Hãy nhớ rằng, cuộc sống là một cuộc hành trình, và điều quan trọng là tận hưởng quá trình này hơn là cố định vào đích đến. Chấp nhận những điểm không hoàn hảo, học hỏi từ những thử thách và đánh giá cao những bài học trên đường đi. Bằng cách đó, bạn có thể có một cuộc sống cân bằng và trọn vẹn hơn. Điều thứ bảy, thực hành lòng biết ơn. Nuôi dưỡng tư duy biết ơn, đó là một công cụ rất mạnh mẽ để chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi. Thường xuyên thừa nhận và đánh giá cao những khía cạnh tích cực trong cuộc sống của bạn có thể giúp bạn chuyển sự tập trung ra khỏi những gì bạn không thể thay đổi và hướng tới những điều mang lại cho bạn niềm vui. Thực hành lòng biết ơn liên quan đến việc nhận ra và bày tỏ lòng biết ơn một cách có ý thức đối với những phước lành, dù đó là lớn hay nhỏ, tồn tại trong cuộc sống của bạn. Nó có thể đơn giản như là dành một vài phút mỗi ngày để suy ngẫm về những điều bạn biết ơn, hoặc viết nhật ký về lòng biết ơn để ghi lại những suy nghĩ của bạn. Bằng cách tập trung vào những khía cạnh tích cực trong cuộc sống, bạn có thể điều chỉnh lại quan điểm của mình và phát triển cảm giác hài lòng và thỏa mãn. Lòng biết ơn giúp chống lại những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, cho phép bạn tìm thấy sự bình yên và chấp nhận trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra, bày tỏ lòng biết ơn có thể củng cố các mối quan hệ của bạn và nuôi dưỡng cảm giác kết nối với người khác. Thể hiện sự đánh giá cao đối với những người trong cuộc sống của bạn và sự hỗ trợ mà họ cung cấp có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ của bạn và tạo ra bầu không khí tích cực của tình yêu và lòng tốt. Thực hành lòng biết ơn không có nghĩa là phớt lờ hay phủ nhận những thử thách mà bạn có thể gặp phải. Nó đơn giản có nghĩa là thừa nhận những điều tốt đẹp tồn tại bên cạnh những khó khăn
Bằng cách chuyển trọng tâm sang lòng biết ơn, bạn có thể nuôi dưỡng khả năng phục hồi, sự lạc quan và cảm giác hạnh phúc hơn. Hãy tạo thói quen thường xuyên thừa nhận và đánh giá cao những khía cạnh tích cực trong cuộc sống của bạn. Nuôi dưỡng tư duy biết ơn có thể giúp bạn tìm thấy niềm vui và sự hài lòng, ngay cả khi đối mặt với những điều bạn không thể thay đổi. Hãy nhớ rằng, sự chấp nhận và hành động luôn đi đôi với nhau. Bằng cách chấp nhận những gì bạn không thể thay đổi, bạn sẽ giải phóng năng lượng và nguồn lực để thực hiện hành động quyết đoán trong những lĩnh vực mà bạn có thể tạo ra sự khác biệt. Đó là sự cân bằng giữa buông bỏ và nắm quyền kiểm soát. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Khanh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Khanh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Khanh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Khanh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.